trời đất ơi, con chút xíu làm gì mà dữ vậy? Nè, cái thân ăn nhờ ở đậu mà còn lớn tiếng nữa. Má nói gì kỳ vậy má? Ăn nhờ ở đậu thì sao? Bộ ăn nhờ ở đậu là bị ăn hiếp, là bị chèn ép vậy đó hả? Thôi cho má xin đi con. Con để ý lâu rồi đó, má không có thích là hai má con ở đây đúng không? Má tìm đủ mọi cách để hành hạ má con. Má biết là má con có bệnh, nhưng má vẫn bắt má con phải làm chuyện này làm chuyện kia. Bệnh càng ngày càng tăng làm sao mà hết được hả? Rồi cái vụ phỏng này nè là má cố tình đúng không? Con nhận ra từ lâu rồi, con nể má là má vợ của con, nên con cố gắng nhịn thôi. Tại con nghĩ là một ngày nào đó con sẽ lay chuyển được má. Nhưng bây giờ càng ngày con thấy má càng quá đáng hơn. Má đối xử con sao cũng được, nhưng làm ơn đừng có hành hạ má con nữa được không? Tao thấy mày á, bữa nay mày lộ cái bản mặt mày ra rồi phải không? Ai dạy mày mà mày ăn nói với má vợ mày vậy đó hả? Má mày dạy mày đúng không? Chị